Chào mừng các bạn đến với video. Thì trong video tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta bôi màu theo cái điều kiện. Ví dụ như ở đây, mình sẽ có là nếu cái số lượng ấy nó nhỏ hơn 100 thì chúng ta không bôi màu gì. Nếu nó lớn hơn 100 và nó nhỏ hơn 200 thì chúng ta sẽ bôi màu vàng. Còn nếu mà lớn hơn 200 và nhỏ hơn 500 chúng ta sẽ bôi màu xanh. Và còn lại thì chúng ta sẽ bôi màu đỏ. Vậy thì làm sao để chúng ta xác định được nó có bôi màu hay không? Thì chúng ta sẽ căn cứ vào điều kiện True và False. Thì ở đây, mình sẽ làm ra một cái bảng phụ như sau. Đây là điều kiện nhỏ hơn 100. Mình sẽ viết từng phần một. Đây là nhỏ hơn 100. Được chưa? Đây sẽ là lớn hơn 100. Và nhỏ hơn 200. Còn lại ở đây sẽ là lớn hơn 200. Và nhỏ hơn 500. Được chưa nhỉ? Đây là phần còn lại. Được chưa? Thì con SN formatting nó không giống như tất cả các loại hàm mà chúng ta biết. Chúng ta có thể viết thành một công thức được để nó xác định là đỏ, xanh hay vàng. Nên chúng ta sẽ chia ra như thế này. Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có là if số lượng này nhỏ hơn 100 phải true. Còn lại là fail. Được chưa nhỉ? Và con SN formatting nó chỉ nhận giá trị là true thôi. Và cái đoạn này chúng ta sẽ bôi đen F4. Chúng ta sẽ bôi đen lại. Được chưa nhỉ? Và chúng ta kéo xuống dưới. Được chưa nhỉ? Thì ở đây chúng ta sẽ xác định nhỉ, cứ giá trị nào là true thì nó sẽ không bôi màu. Ở đây là không màu. Hoặc ở đây chúng ta sẽ ghi sang ở đây nó sẽ là tô màu tím đi ạ, cho nó khác đi một tí ạ. Hoặc là tô màu xanh nhạt. Được chưa? Ok, đây là màu xanh nhạt đi ạ. Và cái trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng hàm if và trong đó sẽ có hàm else. Cái này sẽ lớn hơn 100. Lớn hơn hoặc bằng 100. Phải này. Cái này nhỏ hơn hoặc bằng 200. Được chưa nhỉ? Kia là nhỏ hơn hoặc bằng thì ở đây sẽ là lớn hơn hoặc bằng thì nó mới đủ điều kiện. Đúng chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ đóng ngoặc lại true. Phải fail. Ok, đúng không ạ? Và đây chúng ta sẽ kéo xuống dưới này. Ok, có mấy giá trị true 139 này. Và tương tự này, chúng ta sẽ kéo sang bên cạnh này này. Những giá trị khác này. Ở đây D2 thì mình cũng sẽ cố định lại. Được chưa nhỉ? F4. Mình cố định lại, được chưa? Được chưa? Và tương tự này, mình copy này. Và đây mình thay sẽ bằng không phải là D2 nữa. Mà nó sẽ là D3, đúng chưa nhỉ? Và cái giá trị của nó sẽ là lớn hơn 200. Lớn hơn 200 đấy ạ. Và nhỏ hơn hoặc bằng 500. Được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Và cũng tương tự đấy ạ. Lớn hơn 200 và D3. Ok. Ở đây là D2. 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 Mình thay số đấy ạ. Được chưa nhỉ? Và cái phần còn lại thì mình nghĩ sẽ là không tô màu. Hoặc hiện tại chúng ta sẽ viết những giá trị này trước. Và bây giờ này, chúng ta sẽ copy từng phần công thức một đưa vào trong cái con SN formatting. Được chưa nhỉ? Tạm thời có 4 điều kiện này đã. Được chưa nhỉ? Và bây giờ này, với giá trị là nhỏ hơn 100 thì chúng ta sẽ để viết công thức nó không bị sai. Các bạn sẽ copy này. Được chưa nhỉ? Copy này. Và chúng ta sẽ bôi đen cái vùng này trước. Được chưa nhỉ? Bôi đen cái vùng này trước. Được chưa ạ? Và các bạn sẽ vào thẻ home con SN formatting chọn new rule. Được chưa nhỉ? Và tại đây chúng ta sẽ chọn đến công thức. Ok chưa? Như thế này thôi là xong ạ. Được chưa nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ chọn này format. Được chưa nhỉ? Các bạn lưu ý ấy, là chúng ta sẽ chọn công thức tại một ô đại diện chưa? Và chúng ta bôi cái màu như thế nào thì nó sẽ chọn theo cái vùng ô như thế. Và chúng ta kích vào format thì đợi một xíu để cho ứng dụng last. Được chưa nhỉ? Ok chưa nhỉ? Và bạn sẽ kích vào đây. Và ở đây mình sẽ chọn màu xanh nhạt. Thì ở đây chính là xanh nhạt. Được chưa nhỉ? Mình chọn màu này đi ạ. Ấn ok. Được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ ấn vào ok. Được chưa? Và bạn sẽ nhìn thấy không ạ? Ngay lập tức những cái giá trị nó tô màu xanh ấy, nó sẽ chuyển số. Và có những cái trường hợp nó bị sai sót như sau. Con SN formatting tại cái vị trí này này,
nó không phải là D2 nữa, A2 nữa, mà ví dụ thay bằng A1 chẳng hạn ạ, A1 chẳng hạn ạ, thì cái kết quả của nó sẽ bị lệch, được chưa nhỉ? Lệch đây, đây mình sẽ chỉnh lại một xíu, mình làm sai đi một xíu ở đây, nó không phải là D2 nữa, D1 nữa mà là D2 chẳng hạn ạ. Ok, apply, được chưa? Thì cái giá trị này nó bị lệch đi một đơn vị. Thì các bạn sẽ để ý này, cái ô này nó bắt đầu tại đâu? Nó bắt đầu vị trí tại ô D2. Thì cái vùng chọn của chúng ta cũng bắt đầu tại cái vùng song song với lại cái cột D này, được chưa nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại để chúng ta chỉnh sửa nó, được chưa nhỉ? Chúng ta vào cái phần chỉnh sửa này, kích vào đây, được chưa nhỉ? Ở đây là D2 rồi này, được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ kích vào format này này, xong rồi này. Đây chúng ta sẽ ấn cancel, kích vào đây ạ. Cái này chúng ta sẽ chuyển số thành D2, được chưa nhỉ? Xong rồi, và ở đây nó cũng là D2, ok ạ, exit. Còn các bạn kích vào đây cũng được hoàn toàn. Đây này, đó, cái chỗ này đổi D3 thành D2 và chúng ta sẽ ấn apply. Và các bạn sẽ nhìn này, đây là phần công thức này, trả ra true và false này, chính là cái phần này, được chưa nhỉ? Đây là vùng so sánh, được chưa nhỉ? Và các bạn sẽ kích vào apply, được chưa nhỉ? Ok. Tương tự cái phần tiếp theo thì các bạn sẽ copy cái công thức này, được chưa nhỉ? Tương tự để cho nó dễ không bị sai lệch về vùng thì các bạn sẽ bôi đen cái vùng này, được chưa nhỉ? Conditional formatting, rules, và chúng ta sẽ dán cái công thức vào đây và chúng ta sẽ chọn đến cái thẻ Conditional formatting này và chúng ta sẽ chọn màu vàng nhạt thôi, nhìn cho nó đỡ bị đau mắt, được chưa nhỉ? Mình chọn như này xem này. Hoặc các bạn có thể vào cái phần more color, các bạn có thể vào đây để chúng ta custom cái màu vàng cho chúng ta. Hoặc bạn nào biết về RGB thì các bạn có thể gõ trực tiếp vào đây. Các bạn ấn ok, và chúng ta ok. Thì ok ở đây. Thì tại sao nó đi ra cái lỗi này? Thì các bạn sẽ kích vào đây này. Nếu mà D2 lớn hơn hoặc bằng này, if này, nếu mà D2 này lớn hơn hoặc bằng thì cứ cái giá trị nào trả ra true thì ở đây các bạn sẽ tìm xuống dưới này này. Cái giá trị này trả ra true này, nó bôi màu vàng này. Và ở cái phần phần tiếp theo này này thì các bạn sẽ nhìn conditional formatting này. Chúng ta sẽ di chuyển cái phần giá trị này. Đây. Ở đây nó luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 100, được chưa nhỉ? Thì chúng ta có thể lồng thêm một cái hàm này vào nữa, được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ lồng cái phần này. Ctrl C. Thay vào cái phần, nếu thay vào cái công thức fail này, được chưa nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ lồng thêm một hàm vào nữa. Và tất tần tật những giá trị này đều trả ra là fail hết, được chưa nhỉ? Nếu nó nhỏ hơn 100 thì nó không lấy giá trị đó, được chưa? Ok chưa? Đây là hàm true này. Đây là giá trị thứ hai này, ok ạ. Và đây chúng ta sẽ copy lại cái công thức này. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra là 139 này. Nếu này lớn hơn 100 này. Và ở đây chúng ta sẽ check lại công thức nha. Xem mình viết có đúng không, được chưa nhỉ? 99 này. Ok, ở đây mình nếu D2 lớn hơn 100 và ok đây là D37, ok. Thì ở đây mình sẽ check lại cái đoạn này, ok. F4 này. Công thức nó sẽ như sau. Mình xin lỗi. Được chưa nhỉ? Đây. Và mình sẽ kéo xuống dưới xem là cái kết quả 139 nó ra giá trị true chưa. Ok ạ, mình sẽ copy cái công thức này. Thay lại vào conditional formatting, được chưa nhỉ? Thay lại vào conditional formatting, được chưa ạ? Exit. Và mình dán lại công thức vào đây. Ok. Apply. Ok này, cái phần công thức này mình sẽ kéo lên trên này. Di chuyển trên Applies. Ok. Ok, các bạn thấy không ạ? 139 này, 159, 167 này. Được chưa ạ? Và tiếp tục này. Với cái điều kiện này là lớn hơn 200 thì toàn bộ cái phần phần nhỏ hơn này này. Phần nhỏ hơn 200 này thì chúng ta cũng để giá trị là fail luôn.
được chưa nhỉ? Phẩy này, thì cái đoạn này này thì ở đây thì chúng ta sẽ thay một công thức nữa là x. Nếu mà cái này F4 này được chưa nhỉ, nhỏ hơn 200 phải fail luôn, được chưa nhỉ, fail luôn, được chưa nhỉ. Và chúng ta sẽ check này, kéo dưới này chúng ta check những giá trị nào true này. Ok, để chúng ta check này, ví dụ như là cái này, ví dụ như là 456 đi. Ok, ở đây chúng ta sẽ check lại cái giá trị này, xem chúng ta viết công thức đã đúng chưa. Thì cái phần này chúng ta sẽ kiểm tra công thức trước này, không lớn hơn này. Ok, ở đây mình sẽ xem lại này, D2 ok ạ. Đây, công thức mình viết nó đang bị lỗi ở đây. Ở đây chính là D2 này. Đây, cái phần này. Ok, xong rồi ạ. Và chúng ta kéo dưới ạ, được chưa nhỉ. Ví dụ như là 245 thì nó lớn hơn 200 chu, kết quả chính xác rồi ạ. Ví dụ như cái 99 này là fail, cái 139 này là fail. Và chúng ta sẽ copy cái phần này lại, được chưa nhỉ. Và tương tự thôi, các bạn cũng bôi màu như thế này, được chưa nhỉ. Bôi màu, được chưa. Ohms, conditional formatting, new rules. Và chúng ta dán cái phần giá trị vào đây. Và chúng ta sẽ chọn đến màu xanh, xanh này điện, xanh đậm này điện, được chưa nhỉ. Ok, ok, thì ngay lập tức cái giá trị của nó đã được thay đổi rất là nhanh, đúng không nhỉ. Còn lại chỉ là màu trắng, hoặc các bạn muốn bôi màu thì các bạn loại tất tật những cái điều kiện này ra, được chưa nhỉ. Tất tật các bạn đưa cái này đều bằng fail hết, và còn lại một cái giá trị duy nhất là true thì nó chính là các cái con số đó. Và bây giờ các bạn có thể xóa toàn bộ cái phần này đi, được chưa nhỉ. Và bây giờ các bạn có thể thay đổi các cái con số tại đây, các bạn thay đổi thoải mái. Ví dụ như ở đây mình đưa về 10 chẳng hạn, thì chắc chắn nó sẽ tự động nó đổi màu theo cái ý thích của chúng ta, được, được chưa nhỉ. Còn các bạn muốn thay đổi con SN formatting hoặc các bạn xóa đi, thì các bạn chỉ cần bôi đen cái vùng như này, được chưa nhỉ. Các bạn chọn con SN formatting, các bạn chọn clear rule, và các bạn chọn clear rule select sound. Ở đây các bạn kích vào đây thì ngay lập tức toàn bộ con SN formatting đã được xóa đi, và các bạn sẽ cần phải viết lại con SN formatting. Và để con SN formatting các bạn viết chính xác thì khuyên các bạn một cái phần là các bạn nên viết ra các công thức ở bên cạnh, và các công thức đấy nó như thế nào thì nó sẽ song song với lại các cái ô chứa giá trị, và cứ ra giá trị là true thì chúng ta sẽ thực hiện được cái ô thay đổi, được chưa nhỉ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.